việc này tôi nói các đồng chí là đã xảy ra từ lâu rồi. Cái địa phận của chúng tôi là chỉ có từ cái mương này trở lên trên này là thuộc địa phận của coi là Ngũ Lão chúng tôi thì làm rất tốt, nhưng thuộc và từ đây trở xuống xuôi dưới kia là của coi Chính Nghĩa thì bên Chính Nghĩa là hầu như các đồng chí không làm, rất tiềm ẩn rất nhiều các cái nguy cơ xảy ra tai nạn. Các chiều qua đều họp như nào, chiều nào cũng thế đấy, bởi vì coi là công ty người ta tạm tầm là bắt đầu là dân bắt đầu là đổ ra đây coi để coi là bán, bởi vì ngay đường 39 là họ bắt đầu đi đến cái là họ tập kết luôn. Trạng cái chợ Nguyễn Xuyên Trung Hòa này thì nó có từ trước nay rồi, cũng thường xuyên là xảy ra tắc đường, là do là thứ nhất là do cái đoạn đường là nhỏ thắt cổ chai, với cả thứ hai do cái mật độ dân số tham gia buổi chiều rất là đông, đặc biệt là các số công nhân từ các khu công nghiệp của Thăng Long 2 Y Mỹ là ở khu bên được huyện các huyện lân cận là đi về theo nối đường đấy. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng chế tài xử lý những vi phạm tại các chợ tạm, chợ cóc ven đường đã được quy định cụ thể đầy đủ. Tuy nhiên, để chấm dứt chợ cóc, chợ tạm, trả lại hành lang an toàn cho các tuyến đường thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực hơn nữa của các lực lượng, các cấp, các ngành cũng như ý thức của từng người dân. Bên cạnh đó, việc kiểm tra xử lý của địa phương cũng cần phải được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, tránh biểu hiện xử lý thiếu nghiêm túc, xử lý theo kiểu phong trào.